Sau khi dịch cúm H5N1 được kiểm soát, trang trại chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở Bến Lức, Long An đã chăn thả hơn 30.000 con gia cầm, chủ yếu là các giống gà quý hiếm, chẳng hạn như gà tre, gà hơ mông, gà sao, gà Ai Cập và gà đông tảo. Là một trong những giống gà đặc sản trên thế giới. Ở một ngày tuổi, gà sao có bộ lông màu cánh sẻ, có những đường kẻ sọc chạy dài từ đầu đến cuối thân, mỏ và chân màu hồng, chân có bốn ngón và có hai hàng dẫy. Giai đoạn trưởng thành, gà sao có bộ lông màu xám đen, trên phiến lông điểm nhiều nốt chấm trắng tròn nhỏ, thân hình thoi, lưng hơi gù, đuôi cúp. Đầu không có màu mà thay vào đó là máu sừng. Màu tích của gà sao màu trắng hồng và có hai loại. Một loại hình lá dẹp áp sát vào cổ, còn một loại hình lá hoa đá rủ xuống. Da mặt và cổ gà sao không có lông. Lớp da trần này có màu xanh da trời. Dưới cổ có yếm thịt mỏng, chân khô, đặc biệt con trống không có cựa. Việc phân biệt trống mái đối với gà sao rất khó khăn, bởi từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, con trống và con mái hoàn toàn giống nhau. Người ta phân biệt giới tính của gà sao căn cứ vào sự khác nhau trong tiếng kêu của từng cá thể. Con mái kêu 2 tiếng, còn con trống kêu 1 tiếng. Ta có thể nghe thấy tiếng kêu của gà khi được 6 tuần tuổi. Khi đưa vào chăn nuôi, gà sao vẫn còn giữ lại một số bản năng hoang dã trong tự nhiên. Chúng nhút nhát, dễ sợ hãi, hay cảnh giác và bay giỏi như chim. Khi bay, luôn phát ra tiếng kêu khác biệt. Chúng sống ồn ào và hiếm khi ngừng tiếng kêu. Gà sao có tính bầy đàn cao và rất nhạy cảm với những tiếng động như mưa, gió, sấm, chớp, tiếng cành cây gãy, tiếng rơi vỡ của đồ vật. Đặc biệt, gà sao khi còn nhỏ rất sợ bóng tối. Những lúc mất điện, chúng thường chồng đống lên nhau, đến khi có điện, gà mới trở lại hoạt động bình thường. Gà sao thuộc loài ưa hoạt động, ban ngày hầu như chúng không ngủ, trừ giai đoạn gà con. Ban đêm, chúng ngủ thành từng bầy. 2 tuần tuổi, gà sao đã có thể bay. Chúng có thể bay cách mặt đất từ 6 đến 12 mét. Chúng bay rất khỏe, nhất là khi hoảng loạn. Gà sao cũng có nhu cầu tắm nắng và thường tập trung tắm nắng vào lúc 9 giờ đến 11 giờ sáng và 3 đến 4 giờ chiều. Khi tắm nắng, gà thường bới một hố cát thật sâu rồi rút mình xuống hố, cọ lông vào cát và nằm phơi dưới nắng. So với gà công nghiệp thì gà sao dễ nuôi, điều kiện chuồng trại đơn giản, ít bị dịch bệnh. Kể cả những đợt dịch cúm gia cầm, chúng cũng không sao. Gà sao nuôi thả vườn hay nuôi bán công nghiệp đều được. Gà thịt từ 75 đến 80 ngày sẽ cho trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg. Nếu nuôi lấy trứng thì khoảng 6 tháng gà đẻ. Ở thời điểm này, gà sao là gia cầm thượng hạng. Giá mỗi kg gà thịt ăn bán ra là 90.000 đồng. Thịt gà sao rất dễ ăn vì nó giống gà rừng, giòn, ngọt, ít mỡ. Gà sao vốn là chim hoang dã nên sức đề kháng rất tốt, trọng lượng khá lớn, trung bình 3 kg một con. Thức ăn có thể tận dụng các thứ sẵn có trong vườn nhà như lúa, tấm, cám, bắp và rau xanh, chủ yếu là lục bình và rau muống. Gà sao thích vận động và ăn nhiều rau xanh nên thịt thơm ngon, được các thực khách và nhà hàng ưa chuộng. Chi phí không quá cao, công chăm sóc cũng khá nhẹ nhàng. Trước đây, ở nước ta, gà sao được nuôi như một loại chim cảnh do có ngoại hình rất đẹp. Nhưng hiện nay, nuôi gà sao để lấy thịt và trứng.